Mấy hôm nay làng dân chủ nhốn nháo, bu vào hòa giải, phán xét, bình loạn, mổ xẻ, đâm chọc các kiểu xung quanh chuyện Trần Thu Nguyệt công khai tố cáo Đinh Ngọc Thu, admin của trang Anh Ba Sàm, chủ tờ Tiếng Dân, đang bôi nhọ, làm ảnh hưởng tới uy tín của nhóm Đoan Trang, Nguyễn Tín, Nguyễn Đại, xung quanh chuyện nhóm này đánh bóng, vụ công an bị đàn áp, đêm nhạc để kiếm vé xin tị nạn hay không. Nội dung tóm lược rằng, bà Đinh Ngọc Thu loan tin Nguyễn Đại và Nguyễn Tín làm đêm sâu nhạc Sài Gòn kỷ niệm là để công an và an ninh đàn áp đánh đập, kiếm vé đi tị nạn. Thanh minh rằng Đoan Trang là người chống cộng quyết liệt đến thế nào, từng có lời mời ra đi nhưng quyết ở lại cho công an đánh đến chết ra sao. Nguyễn Đại giàu có, thừa tiền mua nhà ở Mỹ nhưng không thèm đi Mỹ mà quyết chống cộng, sau đó lên án thách thức bà Đinh Ngọc Thu đừng ngồi trong xó mà chõ mõm không hay đâu. Có ngon thì về Việt Nam tổ chức một buổi họp mặt anh em đi là biết liền xem có dám về Việt Nam tổ chức hay không. Trước đó nhiều lần bà Trần Thu Nguyệt và Đoan Trang lên Facebook than thở, giãi bày về việc mình thừa cơ hội được xuất ngoại hay định cư ở nước ngoài thế nào, nhưng vì lý tưởng chống cộng sản nên quyết tâm hy sinh to lớn ra sao. Tuy nhiên cũng vài lần chính bà Nguyệt lại nói giọng đầy bất mãn rằng ở với Cộng sản Việt Nam thì đến cột đèn cũng muốn đi, hàm ý nói chi đến bản thân bà và nhiều đồng đội của bà. Những than thở khoe khoang kiểu này thường lặp đi lặp lại trên Facebook đã khiến một số fan của họ nhắc nhở tế nhị rằng phàm việc mình không muốn nhưng cứ nói đi nói lại thế này thì buộc người đọc phải nghĩ khác về bản thân của chủ status. Có lẽ nhờ lời góp ý chân thành mà từ đó không thấy Đoan Trang đăng status tương tự nữa. Nhưng bà Nguyệt thì có vẻ không hiểu ý nên thi thoảng vẫn than tiếp. Về chương trình ca nhạc nói trên, Nguyễn Tín dự định làm live show các bài hát thời Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Đại đứng ra bán vé, Đoan Trang vừa làm thủ quỹ, vừa làm nhà tổ chức truyền thông. Nghe đâu quyên được khoản gần 100 triệu từ khán giả và các nhà tài trợ. Tuy nhiên buổi diễn mới diễn ra chưa đầy được 1 giờ thì bị công an cùng đoàn thanh tra văn hóa vào kiểm tra, lập biên bản với lý do tổ chức trái phép, không xin phép cơ quan có thẩm quyền, không được cấp phép và buộc phải dừng chương trình. Phẫn nộ vì chương trình bị hủy ngang xương, Đoan Trang là người đầu tiên tấn công viên an ninh đang đứng gần cô, khiến cô này bị công an khống chế, tấn công lại, biến buổi ca nhạc thành trận đàn áp có quy mô khi một số người bảo vệ Đoan Trang bị đánh. Nguyễn Tín và Nguyễn Đại bị đưa ra khỏi khu vực biểu diễn 60 km. Đoan Trang phải nhập viện nhiều lần suýt chết vì bị nôn ói do cú đập mũ bảo hiểm ở đầu. Có lẽ màn truyền thông đấu tố công an bị thổi lên quá đà khiến chính những đồng đội của nhóm dân chủ không biết đâu là thật, đâu là giả, bị quay cuồng, lo lắng do nhóm tổ chức sự kiện liên tục dội tin sốc, mô tả diễn biến công an đang đàn áp họ khốc liệt như thế nào, tính mạng lâm nguy ra sao. Bản thân họ đang vừa là nạn nhân, vừa là nhà truyền tin, càng khiến nhiều người nghi ngờ về kịch bản lố lăng quá đà với mục đích tạo tiếng vang truyền thông, đánh bóng tên tuổi của những nhân vật tổ chức sự kiện. Chưa dừng lại ở đó, thông tin từ chính người tổ chức sự kiện sau đó loan tải trên mạng tiết lộ hành trình họ tố cáo công an đàn áp chương trình ca nhạc trên tới hầu hết các cơ quan truyền thông nhân quyền quốc tế, các đại sứ, lãnh sự quán của Mỹ và phương Tây ra sao. Có một vài chỗ đã lên tiếng chất vấn nhà cầm quyền thế nào đã khiến bà Đinh Ngọc Thu nhắn tin nhờ nhạc sĩ Tuấn Khanh thẩm định dư luận về việc nhóm Nguyễn Tín gồm Đoan Trang và Nguyễn Đại đang nhân sự kiện này xin tị nạn chính trị là nguồn căn khiến nhóm Đoan Trang, trong đó có bà Trần Thu Nguyệt tung hê sự việc lên để cảnh cáo bà Đinh Ngọc Thu đang tung tin bịa đặt về động cơ, mục đích của sự kiện đêm nhạc trên. Nghe tường thuật của ông Tuấn Khanh đã gỡ bài viết phân trần sự việc. Bản thân bà Nguyệt cũng không dám trưng ra bằng chứng tố cáo bà Đinh Ngọc Thu dựng chuyện bôi nhọ nhóm trên, dù nhiều người gây sức ép lên án bà Nguyệt, chuyện bé xảy ra chuyện to. Vụ việc sẽ còn diễn biến phức tạp khi Nguyễn Tín tránh né thanh minh. Có hay không, việc này ông nhận vụ chương trình ca nhạc bị hủy bỏ để xin tấm vé đi tị nạn. Nguyễn Đại và Trần Thu Nguyệt không trưng ra được bằng chứng chứng minh bà Đinh Ngọc Thu đã tung tin vu cáo cho họ ra sao. Đoan Trang đứng ra đảm bảo có tin nhắn vu cáo họ, nhưng vì cục diện nên ông Nguyễn Đại đã xóa bỏ. Bà Đinh Ngọc Thu khăng khăng bị vu cáo,
đơm đặt vì bà ta chỉ đi tìm hiểu, xác minh dư luận với tư cách là người làm báo. Để tiếp tục follow về việc này, mời các bạn đón đọc các bài tường thuật phân tích tiếp theo.